Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cuối tuần trước, sau hơn nửa tháng xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước, công ty cổ phần nước sạch Sông Đà đã chính thức lên tiếng xin lỗi người dân. Xuất hiện bệnh lạ trên cây cam ở xã Tam Đa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Tăng cường phòng chống dịch bệnh sang mùa trong trường học. Quảng Ninh, nhiều người vẫn vi phạm quy định về nồng độ cồn. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần trước sau nửa tháng xảy ra sự cố ngày 25 tháng 10, công ty cổ phần nước sạch Sông Đà đã gửi thông báo xin lỗi khách hàng và miễn phí tiền nước một tháng. Đây là lần đầu tiên công ty lên tiếng xin lỗi khách hàng, dù trước đó đã nhiều lần được đề nghị làm việc này. Trong thông cáo phát đi sáng ngày 25 tháng 10, công ty Viwa Supco thừa nhận chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp do con người cố tình gây ra, dẫn đến lúng túng trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt bình thường của người dân. Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà chúng tôi mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ. Thông cáo nêu đồng thời xin được cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố, tương đương một tháng tiền nước. Những năm qua, cây cam đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở thôn Ngũ Phúc, xã Tam Đa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hàng chục hecta cam ở đây đã xuất hiện bệnh lạ tấn công, khiến người dân rất lo lắng. Hiện nay, thôn Ngũ Phúc có trên 5 hecta cam, trong đó có hơn 20 hecta cam đã cho thu hoạch. Từ tháng 6 năm nay, nhiều cây cam bỗng nhiên có hiện tượng kém phát triển, vàng lá héo rũ, rụng lá và rụng quả. Khi đào gốc lên, thấy rễ cây bị thối. Mặc dù còn khoảng gần một tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch, nhưng tất cả các quả trên những cây cam bị bệnh đều đã vàng như chín rộ. Số cây bị bệnh lạ chiếm khoảng 20% tổng số diện tích cam cho thu hoạch. Được biết, người dân đã tìm hiểu mua nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, tuy nhiên bệnh lạ này vẫn tiếp tục lây lan. Để bảo vệ những cây cam chưa bị bệnh, người dân đã khoanh vùng chặt bỏ những cây cam bị bệnh, sắc vôi bột khử trùng. Hiện nay, người trồng cam ở thôn Ngũ Phúc mong muốn các ngành chức năng vào cuộc kịp thời xác định rõ nguyên nhân dịch bệnh và các biện pháp phòng trừ hiệu quả, bảo vệ diện tích cam đang cho thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, cây tre măng bát độ đã mang về nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Mô hình đã khẳng định được hiệu quả kinh tế trên đất đồi rừng. Triển khai trồng thử nghiệm từ năm 2006, đến nay cây măng tre bát độ đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực của xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Với tổng diện tích trên 1.000 ha tre măng, trong đó có hơn 700 ha đã cho thu hoạch, mỗi năm người dân đã thu về hàng chục tỷ đồng. Nhờ đó mà hàng chục hộ đã thoát nghèo và nhiều hộ bứt phá vươn lên làm giàu chính đáng. Nguồn thu từ cây măng đã góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ những hiệu quả kinh tế mà cây tre măng bát độ mang lại, xã Hồng Ca đã ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng loại cây cho giá trị kinh tế cao này. Thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân là thực hiện cái việc là sản xuất theo cái hướng là Việt Gáp, không phun thuốc trừ cỏ, và trong cái thu hoạch sản phẩm thì phải đảm bảo sạch, và nhất là trong cái chế biến của hợp tác xã phải đảm bảo thật sạch theo đúng cái tiêu chuẩn quy định để tiêu thụ cái sản phẩm. Để tạo mô hình liên kết trong phát triển tre măng, xã Hồng Ca đã lập hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hồng Ca, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân trong thu mua, tiêu thụ sản phẩm. Có hợp tác xã thu mua, sơ chế tại chỗ, người dân không còn phụ thuộc giờ thu mua măng của công ty như trước đây, nên có thể tranh thủ khai thác măng vào bất kể thời gian nào trong ngày. Do vậy, năng suất và chất lượng luôn được đảm bảo. Trước tiên thì đối với hợp tác xã thì chúng tôi tạo mọi điều kiện cho bà con nhân dân. Cái thứ nhất là thu mua cái sản phẩm tre măng bát độ, tạo cái thuận lợi về thời gian thu mua và giá cả ổn định, hợp lý cho bà con nhân dân. Đến nay, cây tre măng bát độ đã có hơn 15 năm bén rễ trên mảnh đất Kiên Thành. Từ 600 ha ban đầu, diện tích tre măng bát độ của toàn xã hiện đã tăng lên hơn 1.700 ha. Sản lượng trung bình hàng năm đạt trên 30.000 tấn. Với giá bán dao động từ 3.600 đồng tới 4.000 đồng 1 kg măng tươi, mỗi năm người trồng tre măng ở xã Kiên Thành thu về trên 30 tỷ đồng.
Cũng nhờ đó mà đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đã đạt trên 32 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng hơn 16%, hàng năm lao động nông thôn có việc làm ổn định. Đầu tư thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Mặt khác thì sẽ thực hiện việc liên kết với các doanh nghiệp để nâng cao cái chất lượng tiêu thụ sản phẩm, nâng tạo sản phẩm tại chỗ để tiêu thụ đảm bảo. Thế và đồng thời là Trấn Yên cũng xác định xây dựng cái chỉ dẫn địa lý cho cây tre măng Bát Độ. Với những chủ trương đúng đắn và sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền huyện Trấn Yên, sự hưởng ứng tích cực của người dân và sự liên kết chặt chẽ của các đơn vị tiêu thụ sản phẩm, măng tre có đầu ra, thị trường tiêu thụ ổn định. Cây tre măng Bát Độ đã và đang phát huy được hiệu quả, khai thác được tiềm năng về đất đai, lao động ở vùng nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập và làm giàu cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ có ảnh hưởng lớn tới chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Là một trong những trường đứng đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc, những năm qua, trường Mầm non Hoa Hồng thành phố Vĩnh Yên đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, từng bước nâng cao chất lượng trong chăm sóc giáo dục trẻ. Trong các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, trường Mầm non Hoa Hồng xác định nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là giải pháp quan trọng hàng đầu. Hiện nay nhà trường có hơn 900 trẻ với gần 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn, 90,4% giáo viên đạt trên chuẩn. Bằng lòng tâm huyết với nghề, tình thương yêu với trẻ, nhiều giáo viên tìm tòi, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động với phương châm mỗi ngày tới trường là một ngày vui nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của trẻ. Đối với cả các tiết học thì đặc biệt chúng tôi rất là quan tâm là giáo dục cho trẻ làm sao mà có các hoạt động trải nghiệm để lấy trẻ làm trung tâm, và bằng những cái biện pháp như chúng tôi bồi dưỡng giáo viên phải biết xây dựng các cái tiết dạy mà lấy trẻ làm trung tâm. Trước kia thì các cái tiết dạy ấy, thì thường hay áp đặt trẻ, cô giáo nói rất là nhiều, bắt trẻ phải làm cái này làm cái khác. Nhưng với cái chuyên đề này thì chúng tôi đã triển khai là bồi dưỡng cho giáo viên cái phương pháp để làm sao dạy trẻ thực sự mà khi mà trẻ học ấy, là chúng tôi quan tâm đến cái mà trẻ đang cần làm, cần suy nghĩ, đến vấn đề trẻ thích. Đối với các hoạt động trong lớp học, nhà trường triển khai việc xây dựng các góc học mở, bổ sung các đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu thiên nhiên từ địa phương, tạo sự hấp dẫn cho trẻ. Đồng thời xây dựng môi trường ngoài lớp học, chú trọng cảnh quan môi trường như cảnh tạo khu vui chơi cho trẻ, khu cát nước cho trẻ có khả năng trải nghiệm, xây dựng khu chơi an toàn giao thông cho trẻ, rèn các kỹ năng, có những kiến thức về an toàn giao thông, khu vườn rau cho bé để trẻ có khả năng quan sát và chăm sóc. Trong quá trình dạy trẻ thì chúng tôi cũng ý thức được ngay từ cái khâu xây dựng kế hoạch để mà đưa những cái nội dung lấy trẻ làm trung tâm vào các hoạt động của các con, rồi là đến các tiết dạy thì chúng tôi cũng luôn chú trọng là làm sao mà xuất phát từ các con để mà lên những cái tiết dạy, rồi là những cái hoạt động phù hợp với đặc điểm của cá nhân trẻ, đặc biệt chú trọng đến cá nhân trẻ. Chất lượng chăm sóc giáo dục của nhà trường ngày càng được khẳng định. Trong những năm qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em vào trường. Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát sinh, phát triển. Do đó, các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã và đang tích cực đảm bảo đầy đủ các điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch nhằm ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát lây lan trong trường học. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Huyện Thuận Thành có 26 trường mầm non, 23 trường tiểu học và 19 trường trung học cơ sở với gần 40.000 học sinh. Thời tiết giao mùa từ tháng 9 đến tháng 11 cũng là thời điểm nhiều dịch bệnh có nguy cơ gia tăng như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, đau mắt đỏ. Để chủ động phòng chống, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục và đào tạo, ngành y tế huyện đã tích cực phối hợp triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó công tác tuyên truyền luôn được các ngành chú trọng. Bên cạnh đó, chỉ đạo các trường theo dõi sát sao sĩ số, biểu hiện sức khỏe của học sinh. Nếu phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe, kịp thời phối hợp với phụ huynh để cách ly, đưa đến cơ sở y tế khám, theo dõi.
Sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sinh hoạt tập thể tại trường học là nguyên nhân khiến học sinh, nhất là bậc học mầm non và tiểu học dễ bị nhiễm bệnh. Vì vậy, việc chủ động phòng chống dịch bệnh tại các trường học cần được tăng cường và thực hiện thường xuyên. Tại hai huyện Sapa và Bắc Hà, có khoảng 340 hộ gia đình có đủ điều kiện được kinh doanh loại hình lưu trú tại gia homestay, đủ năng lực phục vụ từ 5 đến 30 khách hàng trên một hộ. Thời gian qua, du lịch cộng đồng tại tỉnh Lào Cai tương đối phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các hộ làm homestay tập trung chủ yếu tại huyện Sapa và Bắc Hà. Năm 2018, các điểm du lịch cộng đồng đã đón trên 400.000 lượt khách. Tỉnh Lào Cai cũng đã công nhận 16 điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn các huyện Sapa, Mường Khương, Simacai, Bắc Hà và Bát Sát. Theo kết quả điều tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thu nhập bình quân từ du lịch cộng đồng tại Lào Cai đạt từ 25 đến 35 triệu đồng trên hộ trên năm, cao gấp từ 7 đến 12 lần so với các hộ không tham gia du lịch cộng đồng. Điều này góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo cho các nhóm dân tộc thiểu số, tạo thêm nguồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, sự phát triển du lịch cộng đồng cũng đem lại cơ hội khôi phục và phát triển một số nghề truyền thống, thúc đẩy hoàn thành tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Theo dự án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020, sẽ tập trung nguồn lực xây dựng mô hình thí điểm du lịch cộng đồng tại xã Tả Văn, huyện Sapa. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2020, điểm du lịch cộng đồng xã Tả Văn, Sapa cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nông thôn mới, duy trì lượng khách du lịch tăng hàng năm từ 10 đến 15%, doanh thu tăng từ 15 đến 20%, giải quyết 70% lao động tại các điểm du lịch và trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước. Theo quyết định số 2455 ngày 6 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và kết luận cuộc họp của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử ngày 4 tháng 4 năm 2019, chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 phải chấm dứt hoạt động của các lò gạch nung sử dụng công nghệ lạc hậu, chuyển sang công nghệ tuy nền nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thời gian không còn nhiều, nhưng trên địa bàn huyện Kim Động hiện vẫn còn 8 trong tổng số 14 lò sản xuất gạch theo công nghệ Hofmann. Hiện cả 8 lò nung gạch này vẫn đang hoạt động sản xuất bình thường. Các chủ lò cho biết họ đều đã nắm bắt được nội dung quyết định số 2455 của Ủy ban nhân dân tỉnh và cũng đều có nhận thức đây là chủ trương đúng, đồng thời cũng được chính quyền và các cơ quan chức năng đến tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc và yêu cầu ký cam kết thực hiện đúng thời gian quy định là hoàn thành việc chuyển đổi hoặc dừng hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, các chủ lò đều nêu lý do khó khăn về kinh tế để việc chuyển đổi nên trong thời gian tìm kiếm, tham khảo, lựa chọn công nghệ, các lò tận dụng để sản xuất. Được biết, để chuyển đổi công nghệ nung gạch thì thời gian xây lò mới sẽ mất ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm, tùy theo công nghệ mới. Toàn tỉnh hiện có 3 trên 15 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò tuy nền đã hoàn thiện đầu tư, cải tiến công nghệ. 10 trên 21 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò Hofmann đã và đang thực hiện chuyển đổi. Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật, mặc dù các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền xử lý lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, nhưng vẫn còn một số bộ phận không nhỏ người dân cố tình vi phạm gây mất an toàn cho bản thân và cho người cùng tham gia giao thông. 21 giờ đêm tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 18A, đoạn qua thành phố Hạ Long. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế lái xe ô tô mang biển kiểm soát 29C95296 vi phạm quy định về nồng độ cồn. Nhưng người này lại không ký vào phiếu kết quả đo nồng độ cồn. Quan trọng cái này là có đúng hay không? À, cái máy cồn này đương nhiên là tiêu chuẩn của nhà nước. Chứ không phải, tôi cũng không phải là làm ra cái máy cồn này. Máy cồn này là của Bộ Công an cấp cho chúng tôi nhé, có kiểm định phê duyệt đàng hoàng. Và khi được lực lượng chức năng mời xuống xe làm việc, thừa nhận là mình có uống rượu, nhưng người này không ký vào biên bản và liên tục đòi gọi điện cho người thân. Những người đi cùng xe người đàn ông này cũng liên tục gọi điện cho ai đó.
phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, tuổi trẻ huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng nhiều tuyến đường thanh niên tự quản, góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, 100% đoàn thanh niên các xã thị trấn trong huyện đăng ký đảm nhận tổ chức thực hiện mô hình tuyến đường thanh niên tự quản. Mỗi tuyến đường đăng ký có chiều dài 500m trở lên. Đoàn viên thanh niên sẽ tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như quét dọn, thu gom rác thải, trồng cây, bóc xóa các quảng cáo, tuyên truyền các hộ dân sống ven các tuyến đường, giữ gìn vệ sinh chung, để rác đúng nơi quy định. Đồng thời, các tổ tự quản đẩy mạnh việc vận động các nguồn lực xã hội tham gia vào việc nâng cấp sửa chữa các tuyến đường, triển khai mô hình thắp sáng đường quê nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Điển hình tại xã Cẩm Ninh, có đoạn đường dài 1,5 km với gần 50 bóng đèn điện thắp sáng. Được biết, toàn bộ kinh phí lắp đặt sửa chữa và đóng tiền điện hàng tháng do đoàn thanh niên địa phương đảm nhận. Ngoài ra, còn có đoàn thanh niên xã Xuân Trúc, Phụ Ủng và Hồ Tùng Mậu. Thông qua những việc làm thiết thực của đoàn viên thanh niên, ý thức của người dân địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Xác định mục tiêu cung cấp nguồn vốn vay nhanh gọn và an toàn cho người dân dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương. Các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang hoạt động đúng tôn chỉ mục tiêu, góp phần hỗ trợ sự phát triển kinh tế địa phương, hỗ trợ các thành viên cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 12 quỹ tín dụng nhân dân. Theo đánh giá, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính liên kết hệ thống và hoạt động ổn định hiệu quả cao. Với mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động, kỷ cương, linh hoạt, hiệu quả, các quỹ tín dụng ở Hà Nam đều được đầu tư đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp người dân tiếp cận những dịch vụ tiện ích của ngân hàng, đáp ứng yêu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn. Ghi nhận từ thực tế, hầu hết các quỹ tín dụng nhân dân ở Hà Nam đều đạt tăng trưởng tổng nguồn vốn hoạt động từ 2 lần trở lên so với năm 2015. Một số quỹ hoạt động nổi bật như quỹ tín dụng nhân dân Yên Bắc, Chuyên Ngoại, huyện Di Tiên, quỹ tín dụng nhân dân Ngọc Lũ, Bồ Đề, huyện Bình Lục, quỹ tín dụng Nhật Tiệu, Kim Bảng. Mô hình quỹ tín dụng nhân dân là mô hình hiệu quả, uy tín, được cộng đồng dân cư đánh giá cao. Đây cũng là kênh tín dụng vi mô an toàn, góp phần xóa nạn cho vay nặng lãi và tín dụng đen trong đời sống hiện nay. Triển khai từ tháng 6 năm 2019, dự án phát triển sản xuất chăn nuôi gà thương phẩm của Hội Nông dân là cứu cánh cho nhiều nông dân nghèo và cận nghèo ở xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Gà giống chất lượng, thức ăn chăn nuôi đảm bảo, hầu hết đàn gà được hỗ trợ đều phát triển tốt, góp phần tăng thu nhập, giúp giảm tỷ lệ nghèo tại địa phương. Xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ có 25 hộ nghèo và cận nghèo, được hỗ trợ 4.750 con gà giống và thức ăn chăn nuôi. Trong đó mỗi hộ nhận được 190 con gà, 4 bát thức ăn và hơn 1 triệu đồng tiền kinh phí hỗ trợ làm chuồng trại, mua thuốc thú y. Dự án lựa chọn giống gà Tiên Yên để hỗ trợ. Giống gà này có ưu điểm khỏe mạnh, lớn nhanh, sau 4 đến 6 tháng sẽ cho xuất bán, đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Thời gian tới, bên cạnh việc hỗ trợ những hộ đã được hỗ trợ, tiếp tục rà soát các hộ đã